Bạn có thấy vết ghẻ này trên heo của mình không? Nếu không xử lý kịp thời, đàn heo sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Hãy theo dõi video để biết cách giải quyết ngay lập tức. Ghẻ là một loại bệnh ngoài da nguy hiểm do ký sinh trùng gây ra. Khi phát hiện, phải xử lý ngay, nếu không bệnh sẽ lây lan và làm suy yếu sức khỏe heo. Ghẻ không chỉ gây ngứa ngáy mà còn làm giảm năng suất sinh sản và sức khỏe của heo. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của bạn. Giải pháp đơn giản và hiệu quả, sử dụng thuốc đặc trị ghẻ ta là thuốc diệt ngoại ký sinh trùng hiệu quả với thành phần hoạt chất duy nhất là amit Liều dùng 40ml ta pha với 10 lít nước vào ngày điều trị, dùng nước sạch, phun tất cả heo trong nhóm cùng lúc, bất kể có thấy nhiễm hay không, rửa sạch chuồng, phun ướt đều toàn thân heo, chú ý các vị trí như tai, dưới bụng và háng, phòng ngừa bệnh ghẻ là cực kỳ quan trọng, hãy duy trì vệ sinh chuồng trại, phun thuốc sát trùng định kỳ và kiểm tra sức khỏe cho heo thường xuyên, với cách xử lý và phòng ngừa đúng đắn bạn sẽ giúp đàn heo của mình khỏe mạnh và phát triển tốt hãy chú ý đến sức khỏe của đàn để đạt hiệu quả chăn nuôi cao nếu bạn không muốn đàn heo của mình gặp phải tình trạng ghẻ hãy hành động ngay hôm nay đừng để bệnh ghẻ ảnh hưởng đến năng suất đăng ký kênh chung nguyễn tv để nhận thêm nhiều mẹo hay về chăn nuôi